Thưa quý vị, chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội là một trong những giải pháp quan trọng nhằm kiềm chế và kéo giảm tội phạm. Có thể thấy rằng, công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội thật sự là một nhiệm vụ quan trọng, góp phần rất lớn vào việc chủ động đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở. Sau hội nghị tổng kết công tác chuyển hóa địa bàn năm 2022, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Tây Ninh phê duyệt chọn 8 địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội tiến hành chuyển hóa trong năm 2023. Theo đó, tín hiệu vui từ việc chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội ở 8 địa bàn là các xã thị trấn được lựa chọn đã giảm số vụ vi phạm pháp luật. Để đạt được hiệu quả trong việc chuyển hóa, các địa phương đã áp dụng nhiều phương pháp phân tích, tìm hiểu nguyên nhân gây nên tội phạm. Từ đó, các địa phương quản lý chặt đối tượng, các tụ điểm có nguy cơ vi phạm an ninh trật tự, đẩy mạnh tuyên truyền về an ninh trật tự đến từng người dân. Từ đó đã mang lại nhiều kết quả khả quan. Là một trong các địa bàn được phê duyệt, xã Suối Ngô từ một xã phức tạp về trật tự xã hội, sau thời gian triển khai với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, mà nòng cốt là lực lượng công an xã và sự đồng tình ủng hộ của quần chúng nhân dân. Đến nay, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã được chuyển hóa, có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật đã được kiềm chế và giảm dần. Để việc thực hiện chuyển hóa địa bàn có hiệu quả, Ban chỉ huy công an xã Suối Ngô chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương và xây dựng kế hoạch chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội xã Suối Ngô. Cụ thể hóa các nội dung như rà soát, phân loại đánh giá tình hình, xác định rõ nguyên nhân và nguồn gốc phát sinh tội phạm ở từng địa bàn. Từ đó, tham mưu cấp ủy chính quyền xã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia công tác chuyển hóa địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở. Thì trong thời gian qua thì công an xã Suối Ngô cũng đã tăng cường rà soát, lập danh sách các cái đối tượng để đưa vào quản lý và đồng thời phối hợp với các ban ngành đoàn thể phân công nhiệm vụ cho các đồng chí ở các ban ngành đoàn thể xã để quản lý giáo dục các cái đối tượng này. Hàng tuần, hàng tháng thì yêu cầu các cái đối tượng này lên trụ sở công an xã để tiến hành cảm hóa giáo dục, đồng thời là các ban ngành đoàn thể liên hệ với các cái công ty xí nghiệp trên địa bàn để mà tạo điều kiện công an việc làm cho các đối tượng này để họ hòa nhập, từng bước hòa nhập với cái cuộc sống bình thường và từ bỏ cái hành vi vi phạm pháp luật. Trong 9 tháng đầu năm 2023, công an xã Suối Ngô đã chủ động triệt xóa được 6 tụ điểm đánh bạc, 4 tụ điểm ma túy, các tụ điểm buôn bán hàng cấm từ bên Campuchia về Việt Nam, chủ yếu là các mặt hàng thuốc lá nhập lậu. Trước khi mà có chuyển hóa cái địa bàn á thì cái tình hình an ninh trật tự ở đây luôn là một cái điểm nóng trong toàn xã Suối Ngô. Nói chung là khi anh em làm việc thì rất vất vả, nhưng khi từ khi có chuyển hóa địa bàn á thì cái công tác mà tuần tra kiểm soát á thì được thường xuyên. Cái thứ hai nữa là cái thông tin, nhất là cái thông tin á trao đổi á, mà khi dân mà có cái thông tin về tố giác tội phạm á thì nó rất là dễ dàng, khi mà trên mà tiếp nhận cái là mình xử lý ngay. Rồi sau khi cái chuyển hóa địa bàn á thì cái tình hình an ninh trật tự ở trên khu vực thì nó cũng giảm mạnh. Hiện tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã đến nay tương đối ổn định. Các chỉ tiêu về chuyển hóa địa bàn đều đạt kế hoạch đề ra. Ý thức chấp hành nghiêm pháp luật của các tầng lớp nhân dân được nâng lên rõ rệt. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng phát triển sâu rộng và bền vững. Những năm trước đây về cái tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã thì tương đối phức tạp. Từ đó thì huyện có cái kế hoạch chỉ đạo chọn địa bàn xã Suối Ngô năm 2023 để chuyển hóa địa bàn. Tôi nói ví dụ như năm 2022 ấy, cái tỷ lệ mà phạm pháp hình sự trên địa bàn xã đã xảy ra đến gần 20 vụ. Nhưng so với năm 2023, sau khi mà chuyển hóa địa bàn thì hiện nay trên địa bàn xã về phạm pháp hình sự đã giảm xuống còn 11 vụ. Đấy là cũng một cái kết quả. Kết quả này thì cũng nhờ thực sự là cái vấn đề nòng cốt của lực lượng công an xã trong vấn đề là phối hợp với các ban ngành đoàn thể, đặc biệt công tác tham mưu cho trên địa bàn xã là rất là tốt, góp phần cho vấn đề là đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn xã, cũng là một cái góp phần lớn cho cái việc phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn.
những kết quả đạt được trong công tác chuyển hóa địa bàn ở xã Suối Ngô tuy chỉ là bước đầu nhưng đã khẳng định đây là giải pháp đúng đắn, phù hợp với thực tiễn mà Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Tây Ninh đã và đang phát huy hiệu quả trong việc kiềm chế và kéo giảm tội phạm. Trong những tháng tới, Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Tây Ninh tiếp tục duy trì thực hiện các giải pháp để góp phần đảm bảo an ninh trật tự, đem đến cuộc sống bình yên cho người dân.